Xin chào tất cả mọi người nhé. Ở trong clip này mình sẽ làm tướng Kinh Kha ở trong game Vương Giả Vinh Diệu. Bởi vì vị tướng này có khá nhiều sự thay đổi, bộ kỹ năng của nó được làm lại hoàn toàn. Rồi cùng mình cảm nhận trước hết là nói chung là các cái bộ trang phục của tướng này. Ở trong Vương Giả Vinh Diệu có 4 bộ trang phục. Đây. Bây giờ Kinh Kha được đeo một lớp mặt nạ ở trong hai bộ trang phục rồi. Và bộ trang phục này thì không đeo mặt nạ mà đeo một cái kính hình như là con mèo. Đây, bộ trang phục mặc định cũng đeo mặt nạ. Rồi, duy nhất bộ trang phục này là không đeo mặt nạ. Đây chính là Miêu nữ rồi. Một bộ trang phục rất là xinh xắn, sexy. Trận này mình sẽ cầm Kinh Kha đi rừng. Đây là nữ sát thủ của Vương Giả Vinh Diệu, nhưng mà nó lấy tên của một nói chung là một thích khách nổi tiếng Kinh Kha. Rồi mình sẽ lên đồ đi rừng đầu tiên. Bộ kỹ năng của con này được làm lại hoàn toàn, anh em vừa nhìn thấy được ở kỹ năng. Nhìn hình ảnh kỹ năng đã khác hẳn rồi. Cái nội tại thì nó vẫn không thay đổi anh em. Sau khi dùng nói chung hỗ trợ và tiêu diệt thì toàn bộ kỹ năng được hồi lại. Bây giờ chiêu 2 anh em có thể thấy là nó lao lên và chém. Đấy. Như vậy là Kinh Kha có khả năng cơ động một chút rồi. Rồi Lý Bạch tìm bạn rất ảo diệu. Vừa nó mặt ở đây đã biến mất đầu rồi. Anh em có thể thấy là Kinh Kha và Butterfly của Liên Quân Mobile thì là hai tướng nói chung là được làm giống nhau. Kinh Kha thì làm trước, Butterfly thì làm sau. Vì vậy khi Kinh Kha thay đổi, không biết Butterfly có thay đổi không. Vì là một cùng một hãng thì mình nghĩ khả năng cao là sẽ thay đổi theo thôi. Không sớm thì mượn thôi, chắc chắn là phải thay đổi rồi. Rồi chiêu thứ hai thì nói chung là chém nó xung quanh, chém hai nhát theo hình vát nha. Rồi là xiên hai cái xiên đấy. Rồi mình sẽ ganh rất sớm. Đây rồi. Ok, lên sớm quá. Ủa, mình chưa quan sát xong, sorry. Đợi thanh niên tàu cửa chết rồi mình lên. Đấy, chiều cuối anh em có thể thấy. Chiều cuối thì nó sẽ vào trạng thái tăng hình và được hồi máu, tăng tốc độ chạy. Đấy, mình vào trạng thái tăng hình đấy, được hồi máu liên tục chưa? Hồi máu và tăng tốc độ chạy và tăng hình. Đây là chiêu cuối của Kinh Kha được làm lại. Đấy, vào trạng thái tăng hình rồi. Mình sẽ ám sát con này. Bắt được không ạ? Chạy đi. Ôi, thôi. Nó là con điêu thuyền. Nó rất cơ động ạ. Rất khó bắt. Thôi. Chạy thôi. Điêu thuyền của Vương Giả Vinh Diệu có khả năng hồi máu rất tốt. Từ cái nội tại gây sát thương thực và hồi máu. Đây là một tướng phép khá là trâu bò, rất là mạnh. Rồi mình sẽ xuống ganh Dương Tiễn. Mình chơi Dương Tiễn rồi thì mình biết. Anh em Dương Tiễn đâu rồi nhở? Đây. Chiêu 2 nó xoay mình thì là mình nhiều máu nó thì mình bị làm choáng mà. Đây, chết rồi. Không chạy nổi. Nhưng mà trận này mình đã ganh tốt hơn Lý Bạch tím bạc rồi.
Rồi bây giờ ra canh, ra canh. Ủa, điêu thuyền nó này. Bắt thằng điêu thuyền đầu tiên. Điêu thuyền, cái sinh là phải bù. Cái sinh có bù chết rồi. Một cầm mạng nữa thôi. Ơ, ô nó hơi sinh kìa. Bó tay. Vừa hơi sinh một team bạn ra một đống. Quả đấy mình không thêm ra thêm hai người. Mình giết được cân 2 được không? Bó tay. Đen thật. Anh em có thể thấy là con tướng nó như tướng ấy có hai cái mắt màu xanh, cái mặt nó đen đấy. Nó có kỹ năng hồi sinh như kiểu con Jinne ở trong trò Liên Minh ý. Ngày trước mình chơi, lâu lắm rồi không chơi. Mày chết này, chết này. Ủa, trầu thế nhỉ. Mình bay sang bên này, nó lại bay sang bên kia. Rất là khó chịu. Và cái thời gian hồi chiêu của con điêu thuyền thì cũng rất là nhanh, hai mạng rồi, rất lãng phí. Tiếc thật, toàn hai pha gọi là rất là chán. Hai pha quá là rượu. Pha trước là tí nữa thì cân đôi rồi. Nó có hồi sinh anh em ạ, không ngờ đến. Rồi thanh niên Lý Bạch kinh thật. Rồi sẽ bắt cái con xạ thủ này. Đấy, nó biết mình tàng hình rồi, giỏi thật. Bật tốc hành chạy mất rồi. À, như vậy anh em có thể thấy là King Kha hay còn lại có gọi là Butterfly của Liên Quân. King Kha mừng giải danh hiệu Butterfly Liên Quân đã được làm lại kỹ năng. À, bây giờ cô ả có khả năng tàng hình và có cơ động hơn rất nhiều. Không chết ai cả, rất đáng tiếc thì bạn chạy rất nhanh. À, với kiểu này thì nói chung là không có chiêu sát, chiêu cuối thì không có sát thương nữa nên việc dồn sát thương của King Kha sẽ yếu đi. Bù lại nó ảo diệu hơn rất nhiều, anh em có thể thấy giết một người mình có thể tàng hình và lại bắt đầu ám sát người khác. Đúng chất sát thủ hơn. Thôi về nào. Như thế này mới là đúng chất sát thủ đấy anh em. Rồi. Bắt. Bây giờ bắt con này đấy, nó hết hồi sinh rồi. Rồi đợi team bạn di chuyển lên. Đây đây là thằng Dương Tiễn này. Đập thằng Dương Tiễn. Chắc bọn tàu phượng không biết gì đâu. Mình đánh Dương Tiễn gần chết rồi mà không ai ra hỗ trợ. Vẫn đứng farm lính. Bó chiếu thật. Rồi. Một thanh niên dòng Kinder không chịu lao lên này. Để thằng cầm như kiểu Tào Tháo chết rồi. Tào Tháo chết rồi. Chết rồi, một mạng của mình. Kìa kìa. Lui lui lui. Rồi cho xong mình rồi. Thằng kia cầm cương dòng Kinder nó chạy rất nhanh. Bây giờ nó ra xin chết rồi. Anh thanh niên cầm Tiểu Kiều thì ra rất muộn. Rất mải phàm lính. Tiểu Kiều và cái con gì bắn súng ấy. Bắn pháo. Mình không biết tên. Rồi đã ra đi 4 mạng, à 3 mạng rồi.
Em có thể thấy là khả năng farm cũng rất là tốt rồi. Vì chiêu thứ nhất được xiên 2 lần mà gây sát thương khá tốt. Rồi mình sẽ tiếp tục phải dình dọc cái con điêu thuyền, gái xinh điêu thuyền, người tình gần nữ bố. Đây Dương Tiến đại ca đây. Ôi thanh niên mình tĩnh thôi, giời ơi lại lao ra mình rồi. Ôi rồi xong, xong dính chiêu của Lý Bạch, chết rồi, xong rồi, xong rồi. Ông cầm Tào Tháo ông đánh ẩu quá. Tào Tháo thì chính là Lữ Bố ở bên Liên Quân nha. Mình chết theo một quả lãng phí thật. Có một xạ thủ đứng ở phía trên. Một mình ông lao ra. Bó tay thật, ra viên máng à. Thì bạn gần toàn người gần hết máu này. Ở bật tàng hình xem có thằng nào đây không. À Dương Tiến đây rồi, chết chưa? Rồi ok, đã vét một mạng, thành công. Mình ăn 6 mạng, 8 mạng của team rồi. Team này chắc phải cần mình gánh rồi. 8, 16 rồi. Làm sao để thắng cái trận này đây. Tào Tháo thì fit siêu cùng, vô cùng fit rồi. Con này là sát thủ, nó theo kiểu là vào sau nha anh em. Nó không phải là tướng mở combat. Nó ám sát thôi. Ám sát các vị trí ít máu hoặc là những vị trí. Đây. Ít máu đây. Điều thiền đây ạ. Chết chưa? Bây giờ mình sẽ vét máng. Khả năng vét máng vẫn rất là tốt. Rồi đã vét thành công được 2 mạng rồi. 12, 16 à, gần đấy lại được cái thế trận rồi. Ôi con Dương Tiến nó ném con Ngao Thiên Quyển vào đúng mặt mình. Sợ thật, thôi. Té gấp nhé. Rồi bây giờ tập trung ăn ăn rồng đi. Quái vật gì không biết cứ gọi là rồng đi. Đây chính là hang rồng. Trong Liên Quân thì gọi là hang rồng. Ăn con này thì được tăng rất nhiều sát thương và giáp. Đấy, anh Ngọc có thể cái bút cái vòng tròn màu đỏ xung quanh tướng. À Lý Bạch cô báo thật. Thôi, tàng hình chạy mất rồi. Em có thể thấy là bây giờ King Kha có khả năng là chung là chạy khá tốt bởi chiếc cuối. Nó tàng hình và hồi máu, tăng tốc độ chạy. Rồi bình tĩnh đi. Ginder cứ đứng rỉa đi, mình móc hậu lại. Móc hậu thằng Dương Tiến này, còn tí máu này, điều truyền này. Đấy, các tướng đô đòn vào trước thì nói chung là sát thủ rất dễ đánh. Đô đòn vào sau thì sát thủ không có cơ hội mà đánh đâu. Em có thể thấy là khả năng vét máng rất là nhanh và bắt xạ thủ rất là dễ. Lý Bạch này chết không ạ? Vẫn chạy được. Còn Lý Bạch thì nó vẫn cơ động hơn King Kha rồi. Chiêu cuối có thể dùng hồi máu rất là nhanh. Bởi vì thời gian hồi chiêu thì có tầm 10 giây thôi, 9 giây thôi ở level 14. Rồi đồng thật có hồi. Ôi may quá. Còn chiêu cuối điêu thuyền lại. Đấy tàng hình không biết nhá. Bây giờ lại tàng hình quay lại giết. Này sát thủ lại giống Felix này, chết tiếp. Lại tiếp tục chết. À thanh niên của còn hồi sinh vừa đấy. Chính là thanh niên này hồi sinh và mình chết mạng đầu tiên đây. Rồi ok. Ở đã đạt ngược được cái thế trận rồi. 13 mạng trong 20 mạng của team.
mà anh em có thể thấy sau update thì King Kha thì vẫn rất là bá đạo, bộ kỹ năng được thay đổi hoàn toàn, nội tại thì vẫn như cũ, chiêu một thì được nói chung là chém hai phát, đâm hai phát đấy, chiêu hai lao lên gọi là ám sát, chiêu cuối thì tăng hình ám sát, chiêu cuối không có sát thương nha. Ok, video giới thiệu sự thay đổi của King Kha đến đây là hết rồi. Tất cả các danh hiệu đều thuộc về mình này. Mà không được MVP, mà thanh niên cầm kiểu Ginder của MVP. Không hiểu luôn cái game này nó tính kiểu gì. Ok, thôi xin chào tất cả mọi người, bye bye.